chào cô chú anh chị và các bạn. Trưa nay thì em dẫn cô chú anh chị bạn mình đi ăn cái món gọi là bánh cống nha. Chúng ta đang có mặt ở đây là ngã tư Trần Hưng Đạo và Nghĩa Thục. Khu vực này, Bùi Hữu Nghĩa chứ. Khu vực này là có cái chợ Hòa Bình. Chợ Hòa Bình thì hướng này ha. Chúng ta sẽ đi vô hướng này. Và Bùi Hữu Nghĩa, nếu chúng ta đi hướng này thì là sẽ là khu bán vịt quay, heo quay. Rồi em mời mọi người cùng tham gia vô hướng chợ Hòa Bình nha. Rồi em có mặt ở ngã tư Nghĩa Thục và Bùi Hữu Nghĩa. Theo hướng này là chúng ta sẽ vô chợ, nhưng mà theo hướng này thì đây là sau lưng em là bánh cống, bánh cống Sóc Trăng. Này thể theo cầu của chú Hòa Nguyễn thì em đã đến, con đã đến cái chỗ bánh cuốn này, ngõ bánh cống. Theo thường lệ thì đi ăn uống thì không thể không có mặt của Nị. Đây bánh thì có cái dĩa rau. Mời cô chú anh chị mình cùng thưởng thức nha. Cái bánh cống có tôm, có tôm, có bột, giống bánh xèo vậy ha. Có bột giống bánh xèo. Đây là cô đầu bếp, cô chủ đây nè. Nhìn cô chiên chảo dầu. Con lợi cái quán coi nó cũng cỡ 5-6 lần mà chưa có gặp. Còn là đi cái giờ trưa. Rồi chiều. Rồi đó, bởi vậy đâu có gặp đâu. Bữa lấy mấy lần lại đây không gặp, rồi ăn bánh xèo luôn. Cô bán chắc lâu lắm hả cô? Có 25 năm. Nhìn cái bánh cô hấp dẫn chưa? Nhiều nhiều cô chú anh chị ở nước ngoài biết cô lắm nè. Cô phụ. Ủa sao gọi là bánh cống cô? Cái này là cái giá mà. Cái cống mà. Gọi là cái cống hả? Cái này là cái cống nè. Cái cống, cống là không có chữ ô, cống o hả? Cống á, cống á. Ô là ô cống rồi. Cống o hả? Cái này cũng miền Tây, Sóc Trăng. Ở Tiền Giang thì có bánh giá không? Giống giống vậy đó. Bên trong có bột, có tôm, có bột, có tôm, rồi có đậu. Bánh này nè. Hồi đó giờ em chưa ăn cái món này lần nào luôn á. Sống 25 năm ở có 25 năm ở chợ Hòa Bình. Đây là khối nha con. Ngồi quạt rồi khối bay cay mắt, chịu không nổi. Không khóc cũng phải khóc nữa. Để coi chảo nóng á. Ở Sài Gòn giờ bánh này nó không ít có chỗ nào là bán hết. Mỗi lần muốn ăn nó đậu đồ đâu biết đi đâu. Mỗi lần muốn ăn đi tìm. Ở đây là địa chỉ số 83 Bùi Hữu Nghĩa ha. Cho số cô chú anh chị có đi du lịch đi ngang đây thì mình cùng thưởng thức ngay góc Bùi Hữu Nghĩa và Nghĩa Thục. Đây cũng có nhiều khách du lịch đây nè.
lúc ta gói không đây, đây này đã cuốn sẵn rồi nè, chấm nước mắm. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Tranh thủ ăn để thôi thất truyền. Bán từ 13 giờ tới 17 giờ. Đây thì Sài Gòn ít những người bán món này nữa. Nè. Nếu mà ở nhà làm chắc cũng không có bằng như vậy được. Trong đây trộn lẫn chắc rất là nhiều bí quyết trong đây. Ăn mà ăn mà không biết trong đây nó có à, khoai môn, thịt, củ hành, tỏi à, nó những cái mình thấy thì nó dễ rồi, cái những cái nó hòa vô cái vị nó trên là nó gà tơ là bí quyết. Hey. Đây. Nó béo hơn. Nó tốt. Nãy là cô đưa thấy cũng nóng hả? Nhưng mà nó béo hơn. Nhiều cách thì ăn. Bánh nấu nước chăn ở 83 Bùi Hữu Nghĩa ha. Ủa cô tên Vân hả? Vân là chủ đó. À cô chủ. À. À. Bán từ 1 giờ tới 5 giờ. Mùng 1, 15 nghỉ. Rồi nếu cô chú anh chị mình nha. Nếu cô chú anh chị bạn mình có đi dịp thì mình cùng thưởng thức cái món này à. Nói mà người ăn uống cái áo mặc cũng có hình ăn uống trong đó kìa. Không biết mua áo này ở đâu trời. Cống bao nhiêu tiền cái ở đây có bán nhiêu cái cô? À chỉ có 13.000 thôi, 13.000 một cái bánh. Hai đứa nãy giờ chân hết một cái hả? Quên nãy có nha anh này. Bánh rất là công phu. Đây nè. Bóc luôn đi. Để xíu nữa lại xem cô làm nha. Xem cô đổ bột. Tại nãy mình đến là cô đang chiên một cái mẻ à, bột đã để sẵn vô à. À chị Vân à, đây là chị Vân à. Chị Vân còn trẻ tuổi nha, mỗi ăn là phải cuốn cuốn vậy nè, món này là phải cuốn với rau. Mất cỡ yếu điệu là không ăn được. Nhai. Nè, đổ bột vô trước hả? À, vậy đổ bột vô đó xong rồi để cái giá là nó chiên luôn. À. À, chỉ là cái cống à xong đổ bột vô. Rồi bỏ giá vô. Đó. À, vậy hồi lần hồi nó gãi khuôn ha. Hả? Hai môn. À, hai môn sắc sợi á chị. Sắc sợi. Ở vậy đọc biết không? Giá là sai. Giá là thành cái bánh giá rồi, quên. Bị la hoài, bị la anh hoài, giết khờ luôn á. Nào giờ có biết cái món này lâu. Ôi, xoài lóc cây. Này. Hội đủ binh hoa của miền Tây. Đậu xanh khoai môn. Ừ.
thôi. Hỏi nó mua mấy cái vậy? Tàu chỉ chiên. Thích coi hơn thích ăn. À, đó, múc vô. Vô lần đầu ăn đúng không? Cái này là bánh này của miền Tây, miền Tây. Em cũng miền Tây mà, quê em không có bánh này. Em ở đâu? Em ở Tiền Giang. Tiền Giang không có. À, Cần Thơ bận lưu rồi đó. Cần Thơ trở xuống không có, Tiền Giang không có. Tính ra bột không có nhiều nhưng mà nhân nhiều. Giờ mới biết cái này gọi là cái cống, mới đổ ở đây gọi là bánh cống. Chứ không phải là cái giá ha. Bột này không có giống như bột bánh xèo. Bột này có pha gì không chị, hay là bột không thôi? À, bột đậu nành ha. À, bỏ trứng vô nữa. Nhưng mà không có để không có để nghệ nữa. Cái gì? Cái bằng cà ri á, ổ gì? À. Bột là bột tự nhiên, nó màu tự nhiên luôn. À, màu tự nhiên. Đó, chiên xong sẽ ra cái bánh như vậy. Chụp tấm hình nha. Nó là anh hay dìm vợ lắm. Mà không hiểu sao nãy giờ lo quay không mà giờ quay lại bắt đầu ăn thì lại hết rồi. Xa gần là gì vợ mà. Không ngờ. Chị có cái canh nóng vừa mới ra không chị? Mua lại cho anh ăn, kêu lại cho anh ăn. Ngồi, ngồi đây me, me chị chiên xong thảy qua đây. Hồi chị lấy em 4 cái đem về chứ em 2 hộp mà em đi chị. Dạ. Giờ bao giấy cho nó an toàn. Dạ. Mình bán đây là nhà mình đây luôn anh. Đúng rồi. À, chỗ này mát nè. Cái mặt bằng chỗ này đẹp nè. Cái mặt bằng chỗ này đẹp nè. Đó, mình ăn xong cái mình đi vô chợ luôn, chợ đêm. Mà này chị bán nghỉ sớm. Đi lên đây xíu nữa thì có cái cái chùa nằm ở đây ha. Chùa Vạn Phật nằm ở đây. Nhìn rau tươi chưa? Mà cái món này á là cuốn rau ăn mới hấp dẫn. Rồi, một số hình ảnh ở khu vực quán bánh cống Sóc Trăng. À, gửi cô chú anh chị và các bạn, nếu mà bà con mình có dịp đi ngang đây thì vô thưởng thức thử cái món đặc sản Sóc Trăng ở giữa lòng Sài Gòn. Nhân đây em cũng xin gửi đến cô chú anh chị ở xa, những ai chưa có dịp về quê thì mình cùng nhìn lại một địa điểm ăn uống thú vị. Một cái món ăn đặc biệt mà chỉ có ở tại Châu Hòa Bình. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cô chú anh chị mình luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Nóng còn ngon rồi.